Tôi đi theo rất là cực khổ, giữ tiền cho Linh Tý hả? Nên là mọi người có mặt ở đây cũng là với một cái tâm thế là một chương trình thiện nguyện đó. Nói hát không đồng thì không đúng, bởi vì nghề thì mình hát thì phải có chút gọi là lọc tổ, nhưng mà chúng tôi cũng thiện nguyện nhiều hơn. Ví dụ như ở ngoài Tý đi xô 6 tỷ 7 thì chương trình thiện nguyện thì Tý lấy có 3 tỷ 7 thôi đó. Thì đó, thì tất cả các anh chị em nghệ sĩ đây sẽ có mặt tại The Viso Nam Quan ở 147 Cách Mạng 8 phường 5 quận 3 vào lúc 20 giờ ngày 4 tháng 5, là hôm nay là ngày 2 tháng 5 rồi ông bà cô chú anh chị, 2 ngày nữa là diễn ra rồi. Giá vé thì 200, 300 là trên lầu, ở dưới thì 500, 800. 800 thì Trâm Anh Màu Xuân tặng sẽ, nó sẽ tặng nước mà nghe đâu là chai nước suối. 800 ngàn tặng chai nước suối, chai nước ngọt gì đó. Không, chanh dây cũng cam, chanh dây đồ. Mà bán tới 800, bán quá mắc. Nên thôi mình mua giá rẻ cũng được. Đó nha. Đó, tất cả các bạn nghệ sĩ trên đây là sẽ có mặt đầy đủ. Mọi người thương, mọi người ủng hộ nó đi. Chứ tôi đây tôi đi đói không công cũng được gì trơn á. Tôi đi đói không công giùm chứ tôi đâu có hát họ gì trong đây đâu. Số hotline nữa chị. Đọc số hotline. Số hotline. Số hotline nè, 0939 393946. Hoặc là mọi người nếu như ai muốn mua vé mà có Zalo của Trâm, mua hàng cho Trâm á, thì cứ nhắn từ trực tiếp cho Trâm cũng được. 0902 459042 là số của Trâm. Rồi Tý quảng cáo mình đi hát hò rồi sao Tý? Vậy đó. Cây gì ba? Cây gì ba? Nói thêm câu nữa cho dài dài chứ dịch ra. Mày vòng xô mày không nói kìa, mày đứng mày cười. Mày đứng mày cười không? Sao mình đứng xô đây là sóng gió. À dạ, sóng gió cuộc đời. Nghe cái tựa thấy sóng gió. Nghe tựa thấy sóng gió, bởi vậy tới giờ chưa bán được vé nào. Không, cũng được mấy cuộc rồi. Dạ, sóng gió cuộc đời á, có nghĩa là cũng muốn nói về Hồng Loan. Hồng Loan thì sóng gió cuộc đời từ hồi nhỏ tới lớn, thì bây giờ tới lớn vậy vẫn còn bị đón dậy đó. Dạ, sóng gió quá trời vậy đó, đánh dậy, đánh dậy. À, đánh dậy. Nên cũng bị sóng gió đó. Dạ, sóng gió cuộc đời nói về Hồng Loan. Hết. Sau này chị có muốn lên thêm bài sóng gió cuộc đời cho hả? Hát em hát luôn hả? Sóng gió cuộc đời hả? Ờ, để nghiên cứu cái này cũng hay, ý tưởng lạ lạ. Tại vì dạ, có sông kê này, có bà cô sáu tinh, à, có sáu tuần cơ, là nhỏ gia tộc. Để rủ Hồng Loan với Linh Tý làm cái MV đó. Phải là nếu mà không làm sóng gió, mình làm cái chữ mà sóng nhăn á. cơm gạo sóng nhăn nữa hả? Không có ý tưởng hay để em suy nghĩ. Thật ra là đúng ra là mình phải vô sân khấu. Gì vậy? Đúng ra là mình phải vô trong sân khấu mình review, nhưng mà tại vì giờ diễn á thì mọi người mới mở cửa sân khấu cho vô, còn giờ này thì ở đây thôi. Hay là do Trâm Anh nó bướng mà nó chưa trả tiền, nó chưa cọc gì người ta hết nên ta cho cái khúc ngoài thôi, ta không mở cửa cho vô trong, chắc vậy quá, bướng mà không cọc cho người ta bà đó. Nói chứ là mọi người thương ủng hộ Trâm Anh thì Trâm Anh hồi đó nó cũng là một diễn viên, nó là đàn em của Trâm với anh Tý. Thì sau này càng lớn càng có tuổi á mọi người, máu me lên mày đặt làm màu xô mày đặt mày ơ rồi làm màu xô đó. Rồi bây giờ còn có 2 ngày nữa diễn thôi mà vé chưa có bán được cái gì hết. Có bán được mấy chục. Bán được có mấy chục cái căn phòng mấy trăm ghế mà bán được mới có mấy chục đó, coi như trước mắt là thấy nó lỗ sặc gạch rồi đó mọi người. Đây là MV của bà hát đi bà, thiệt chơi không chị với em hát trên đúng rồi, Linh Tý với Hồng Loan hát phụ, đúng rồi, cho minh họa thôi, đúng rồi. Hai cái giọng của hai đứa tao hát chính, hát kỳ lắm. Hai đứa hát kỳ. Ông Tý thì cuộc đời rất là nhiều sóng gió. Ông Tý là sóng gió từ khi 3 tuổi, nhưng mà sóng gió nhất là từ khi cưới Bích Trâm. Là sóng gió nhất và nhất là rất là không, ông Tý phải là áp lực cuộc đời. Áp lực cuộc đời chứ không sóng gió cuộc đời hả. Đó, bây giờ thôi mọi người quay vòng vòng đi cho thấy cái khung cảnh rất là đẹp. Trong sân khấu sẽ còn đẹp nữa, là tại vì trong phòng trà nên là nó sẽ đẹp hơn. Những sân khấu bên ngoài ví dụ như trống đồng hay là những sân khấu ngoài trời nó sẽ khác. Còn phòng trà là đẹp. Đúng rồi, khán giả mua vé có thể đến trực tiếp, có một bạn ngồi bán vé, hoặc là có thể mua qua Zalo của Trâm, hoặc là số hotline ở đây. Đó, giá vé 200, 300 là trên lầu và 500, 800 là ở dưới. 500, 800 là có tặng nước không?
9 giờ sáng cho tới 9 giờ tối là tại địa chỉ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối là mọi người cứ đi ngang 147 cách mạng 8 phường 5 quận 3 là có một bạn ngồi bán vé đây. Đó. Đúng rồi, online chuyển khoản chỉ cần đọc số điện thoại với đọc tên là bữa đó ra trước một tiếng là lấy cái vé, đọc tên số điện thoại là sẽ giữ được vé thôi. Đó. Dạ. Và mọi người quay vòng vòng đi, quay mặt bán vé luôn chứ để ra mua lộn chỗ bán vé. Quay mặt bán vé đây. À tại vì à, nói chung là bán vé luôn. À, chương trình cũng ở đây. Tới với lại mình cũng chưa có đây, bán vé lịch được có mấy chú á. Có sơ đồ bán vé luôn. Đó. Cũng, cũng, nói cũng chứ cũng bán được mấy chục vé rồi. Chưa mời, à, chưa có khán giả à, để... ấy là có 400 vé rồi. Đó. Thì hai ca thì anh đó là hai ngày với cái ngày này nó hơi bị khó. Có cũng có mời tại vì không còn vậy
chút nữa lấy em anh ơi tài khoản kìa cưng. Dạ lấy tài khoản chị Hồng cũng được. Lấy tài khoản em cũng được. Dạ bán bữa giờ rồi. Lấy số tài khoản em đi ha. Hôm nay sẵn ngay lúc tụi em quay, em với anh Tý mới đi phát cơm về, cái ghé đây quay để review cho Trâm Anh luôn. Dạ TP. Không không. Ghi ra ghi. Thế là số điện thoại của em á chị, gọi thêm số 0 đầu thôi. Gì? Ngân hàng TB. TB là ngân hàng gì vậy? Tiên Phong á chị. À Tiên Phong. Rồi. Rồi số. Số 0 đầu rồi 09 39 39 39 46. Đó số riêng em luôn á. Rồi vậy thôi, Quỳnh Ngọc Trâm Anh á. Ngân hàng TB là số này. Dạ. Đó thấy chưa? Tài Tài 66 mở hàng hay quá Tài ơi. Nào nào nào. Cái ngoài đó. Cái ngoài này. Cái này. Dạ TB Tiên Phong. TB Tiên Phong á chị. Tiên Phong. Chị bấm điện TB nó nè. Đây nè. Mở ra ra. Đúng rồi đó. Dạ Quỳnh Ngọc Trâm Anh. Không không phải TB này đúng không? Dạ đúng rồi TB. TB. Chụp chụp cho em nắm hình trong với mọi người. Thấy luôn hết mấy anh em. Dạ 600. Ghi số cho chị chưa? 67. Rồi. Gặp đi để quên. Thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa. Dạ, Quỳnh Ngọc chị. Dạ đúng rồi. Nó giống chị luôn á. Ủa vậy hả chị? Dạ. Thôi coi ra chị mặt. Dạ. Vô chưa? Chưa, chưa thấy. Mẹ chưa báo. Rồi ok rồi đó. Mỗi con giả hỏi gì á. Dạ. Chị giống em luôn đó. Vậy để em chụp lại em. Trời ơi. Người ta là đi làm có tiền đúng không? Dạ. Người ta chưa thấy quà nhưng mà đợi xíu này á. Ủa chị mua vé không tặng quà hả? Dạ. Cái này của nó chứ không phải của em. Nếu mà chị mua vé em là em chặn rồi tặng Linh Tý cho chị. Dạ tặng ai mua gì của em cũng tặng Linh Tý hả? Chị mua hàng bên em. Zalo em 0902459042 là có tặng quà. Còn đem mua vé nó đâu tặng gì đó. Dạ. Rồi tới bữa 8 giờ nha chị, ngày 4, ngày 1 nha. Dạ. Ta nói mấy cái này mà người ta đi review á nha. Dạ được, lấy cả đống luôn đi chị, về phát cho bà con dòng họ luôn. Quảng cáo quá trời mà vé mới có bán mấy chục vé à. Vậy hả? Thường thường mà người ta đi quảng cáo cái này á là chủ á phải trả cho cái người review á 50, 70 cả 100 triệu. Mà hồi nãy giờ tôi đứng đây tao nói mồ hôi mẹ mồ hôi con, nó đổ không có một ly trà đá uống mà gân cổ nó nổi 2,5 kg luôn, về khỏi uống đốt mỡ xích cơ. Bởi anh dễ sợ lên chị ơi, mua ủng hộ thôi. Thôi thôi chơi rồi về coi. Đúng rồi. Rồi tới nóng quá rồi. Chị rồi. Nha. Dạ cảm ơn chị. Dạ tống kéo quần máy dạ. Chị dạ. Chị ở đâu vậy quần máy? Trời ơi đại gia nhiều nhà quá. Nhiều nhà quá. Về ngủ nguyên gia đình qua em coi luôn chị. Qua mua vé. Về ngủ gia đình vô mua vé phụ em coi em. Ừ, để mình đưa vé ra cái hả? À. Về có ai coi nữa kêu qua đây nha chị. Dạ. Nói chung là cái vé đó là ủng hộ Hồng luôn. À. Linh Tý Bích Trâm. Tí nữa thôi. Nói chung là cho tôi thăm chút. Sợ trời mưa cũng không có sợ. Dạ. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, dạ.
ai.